Vấn 32 chương 44 giải thích nghĩa bốn duyên. Kinh Bồ Tát Maha Tát muốn biết nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên tăng thượng duyên của các pháp nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: hết thảy pháp hữu vi đều từ bốn duyên sanh, đó là nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên tăng thượng duyên. Nhân duyên tương ưng nhân, cộng sanh nhân, tự chủng nhân, biến nhân, báo nhân, năm nhân ấy gọi là nhân duyên. Lại nữa, hết thảy pháp hữu vi cũng gọi là nhân duyên. Thứ đệ duyên, thứ lớp, trừ tâm số pháp quá khứ hiện tại và tối hậu của A La Hán, các tâm số pháp quá khứ hiện tại khác đều có thể làm thứ đệ duyên, ấy gọi là thứ đệ duyên. Duyên tăng thượng duyên là tất cả pháp. Lại nữa, Bồ Tát muốn biết tướng riêng, tướng chung của bốn duyên nên học Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: như trong Bát Nhã Ba La Mật, bốn duyên đều không thể có được, vì cớ sao? Vì nếu trong nhân trước đã có quả, việc ấy không đúng; trong nhân trước không có quả cũng không đúng. Nếu trước có quả, thời không cần nhân; nếu trước không quả mà vẫn có, thời cũng có thể từ không nhân mà sanh. Lại nữa, thấy quả từ nhân sanh nên gọi là nhân. Nếu trước không quả, làm sao gọi là nhân? Lại nữa, nếu quả từ nhân sanh, quả tức thuộc nhân. Nhân không tự tại, lại thuộc nhân khác. Nếu nhân không tự tại, sao nói quả chỉ từ nhân ấy sanh? Do các việc như vậy nên biết không có nhân duyên. Lại tâm số pháp quá khứ đều đã diệt, không tạo tác được gì, làm sao có thể làm thứ đệ duyên? Hiện tại có tâm, thời không thứ đệ. Nếu làm thứ đệ cho tâm sắp sanh trong đời vị lai, thời tâm vị lai chưa có, làm sao cùng làm thứ đệ? Như vậy thời không có thứ đệ duyên. Nếu như hết thảy pháp vô tướng vô duyên, cớ sao nói như duyên? Nếu hết thảy pháp không thuộc gì, không nương gì, tất cả đều bình đẳng, cớ sao nói tăng thượng duyên? Như vậy bốn duyên đều không thể có được, cớ sao nói muốn biết bốn duyên nên học Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: ông không biết tướng Bát Nhã Ba La Mật, vì vậy nên nói trong Bát Nhã Ba La Mật bốn duyên đều không thể có được. Bát Nhã Ba La Mật đối với hết thảy pháp không bỏ không phá, rốt ráo thanh tịnh, không các hí luận. Như Phật nói có bốn duyên, chỉ vì người thiếu trí chấp trước nơi bốn duyên mà sanh tả luận. Vì để phá chấp trước ấy nên nói các pháp thật không, không phá hoại gì. Như tầm pháp do nhân duyên nội xứ ngoại xứ, sáu căn sáu trần hòa hợp sanh, tâm ấy như huyễn như mộng, hư dối, không có tánh nhất định. Tâm số pháp cũng như vậy. Tâm số pháp cộng sanh với tâm ấy là thọ thường tư. Tâm số pháp ấy với tâm đồng tướng đồng duyên nên gọi là tương ưng. Tâm lấy tâm số pháp tương ưng làm nhân, tâm số pháp lấy tâm tương ưng làm nhân, ấy gọi là tương ưng nhân. Tương ưng nhân ví như người thân hữu tri thức hòa hợp nhau làm thành sự. Cộng sanh nhân, hết thảy pháp hữu vi đều có cộng sanh nhân. Vì cộng sanh nên giúp đỡ nhau, ví như anh em đồng sanh nên giúp đỡ nhau. Tự chủng nhân, hạt giống thiện quá khứ là nhân của thiện pháp trong đời hiện tại vị lai. Hạt giống thiện quá khứ hiện tại là nhân của thiện pháp trong đời vị lai. Bất thiện vô ký cũng như vậy. Như vậy hết thảy pháp đều có cá nhân hạt giống của chính mình. Biết nhân, kiết sử do thấy và tu khổ đế, tập đế mà được đoạn trừ là nhân của hết thảy pháp cấu nhiễm, ấy là biến nhân. Báo nhân, do nhân duyên hành nghiệp nên thọ quả báo thiện ác, ấy là báo nhân. Năm nhân ấy gọi là nhân duyên. Tâm số pháp thứ lớp đối nhau không xen hở nên gọi là thứ đệ duyên, tức đẳng vô gián duyên. Tâm số pháp duyên theo sóng trần phát sanh nên gọi là duyên. Khi các pháp sanh không làm chướng ngại nhau, ấy là vô chướng duyên, tức tăng thượng duyên. Lại nữa, tâm số pháp từ bốn duyên sanh, vô tưởng, diệt, tận định, từ ba duyên sanh, trừ duyên. Các tâm bất tương ưng hành, khác và sắc, từ hai duyên sanh, trừ thứ đệ duyên và duyên. Các pháp hữu vi tánh yếu kém nên không có pháp nào từ một duyên sanh. Tâm số pháp do quả báo sanh thì từ năm nhân sanh. Vô phú vô ký, vì chẳng phải pháp vô cấu nên trừ biến nhân. Các phiền não cũng từ năm nhân sanh, trừ báo nhân. Vì cớ sao? Vì các phiền não là hữu phú, còn báo là vô phú vô ký nên trừ báo nhân. Sắc do quả báo sanh và tâm bất tương ưng hành từ bốn nhân sanh, vì nó chẳng phải tâm số pháp nên trừ tương ưng nhân. Vì nó là pháp vô phú vô ký nên trừ biến nhân. Sắc nhiễm ô và các tâm bất tương ưng hành cũng từ bốn nhân sanh, vì nó chẳng phải tâm tu số pháp nên trừ tướng ương nhân, và vì nó cấu nhiễm nên trừ báo nhân. Các tâm tu số pháp khác trừ vô lậu tâm ban đầu đều từ bốn nhân sanh, trừ báo nhân biến nhân. Vì cớ sao? Vì chẳng phải vô ký nên trừ báo nhân, và vì chẳng phải ô cấu nên trừ biến nhân. Các pháp bất tương ứng khác là sắc và tâm bất tương ưng hành, nếu có tự trùng nhân thời từ ba nhân sanh, trừ tương ưng nhân, báo nhân, biến nhân. Nếu không có tự trùng nhân thời từ hai nhân sanh là cộng sanh nhân và vô chướng nhân. Tầm số pháp vô lậu ban đầu từ ba nhân sanh là tương ưng nhân, cộng sanh nhân.